xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các em về bài toán phương trình thực tuyến. Đây là một trong những bài toán quan trọng của chương trình lớp 11 cũng như lớp 12 và nó nằm trong cấu trúc của đề thi đại học năm nay. Cho nên yêu cầu các em cần phải tập trung để chú ý lắng nghe. Đề bài như sau. Cho một thi hàm số. Của hàm số y văn Fx có đáp nào? Y phẩy bằng f phẩy của x. Và lưu ý nó có tập sắc đơn là b. Bây giờ bài toán thứ nhất, dạng 1. Viết phương trình tiếp biến của đầu thị hàm số. Biết tiếp tuyến tiếp xúc với đầu thị tại điểm còn bắt đầu là x0 y0. Cái lưu ý x0 y0 này tính là toàn đầu thị điểm, tức là người ta dùng từ tại, ta chú ý từ này. Vậy thì để làm cái hàm thứ nhất này chúng ta phải làm như thế nào? Cơ kể cho em gọi delta là phương trình tiếp biến cần tìm, nó có dạng như sau: y bằng f phẩy x cộng nhân x trừ không cộng y không. Ở đây chúng ta đã có gì nè, đã có x cộng và y không, nên chúng ta cần tìm đó là f phẩy x không. Vậy làm thế nào thì f phẩy không? Chúng ta làm việc đơn giản, đó là lấy x không và thay vào chỗ đáp án f phẩy x. Thì chúng ta sẽ tìm được f phẩy x không. Và như vậy chúng ta đã có x không, y không và f phẩy x không. Thì các em chỉ cần thay vào delta phương trình tiểu tuyến delta thì chúng ta sẽ có được cái phương trình như sau. Em xem lại cái dạng 1. Bây giờ cũng tương tự như dạng 1, chúng ta có dạng số 2 như sau. Đó là nền cho hàm số y bằng fx có đô thị là c và có đáp hàm y phẩy bằng fx. Bây giờ người ta yêu cầu làm biến phương trình tiếp biến của đô thị hàm số. Biến tiếp xúc tại điểm có hoàn độ là x không, hoặc ở đây chúng ta cho tung độ là y không. Vậy với những cái bài toán như thế này thì chúng ta lưu ý chúng ta đã có là x không hoặc y không, và để biết được phương trình tiếp tuyến chúng ta cần tìm hai những gì còn lại. Nếu có x không chúng ta cần tìm y không và f phẩy x không, còn nếu có y không thì chúng ta cần tìm x không và f phẩy x không. Thì bước đầu tiên em cần phải gọi x không y không là tọa độ địa điểm thì ở đây phương trình tiếp tuyến có dạng y bằng phải x không nhân x trừ không cộng y không. Như vậy chúng ta thấy rõ này, thứ nhất trường hợp chúng ta đã có là x không thì chúng ta cần đi để phải x không bằng cách lấy x không này mà thay vào f phải x thì các em sẽ có được f phải x không. Và trong trường hợp nếu như các bạn thay vào fx tức là đi thì các bạn sẽ có được y không, và như là chúng ta có một bài rồi thì được phương trình thực tuyến.
chúng ta. Nếu tâm quan là có in xong thì ở đây trước hết chúng ta cần phải thay vào Emis. Thì như vậy chúng ta có gì? Đó là phương trình y không bằng s của không. Các bạn cần giải phương trình này và lưu ý ở đây có thể sẽ xuất hiện nhiều nhưng điều đó là x không một hoặc x không hai. Thì với x không một các bạn lại tiếp tục thay vào f để tìm được f x không một này. Tương tự ta thay vào f và tìm được f x không hai. Như vậy coi như ta đã có như sau. Thì với mỗi trường hợp x không một y không và f x không một này chúng ta có một phương trình được chuyển là delta một tương tự x không hai y không và f x không hai chúng ta có phương trình được chuyển delta hai. Bây giờ ta sẽ qua nhà số 3. Đó là nên yêu cầu việc phương trình trực tuyến biết hệ số góc của trực tuyến là k. Có hệ số góc cho trước thì ở đây bước đầu tiên chúng ta cũng cần phải nêu ra đó là tọa độ điểm điểm. Là x không y không và phương trình điểm tuyến có dạng y bằng f x không nhân với x trừ không cộng y không. Lưu ý ở đây chúng ta chưa có x không, chưa có y không và bạn phải để ý là để cho hệ số góc là k nên chúng ta có f x không này bằng bằng k. Như vậy chúng ta đã có f không và từ đây chúng ta tìm vị x không y không này như thế nào. Chúng ta giải phương trình f x không này bằng k, giải phương trình này rồi từ đó các bạn sẽ tìm được x không và qua x không các bạn thay vào n x để tìm được y y không. Chúng ta có x không, có y không và có hệ số góc k thì thay vào phương trình delta chúng ta sẽ tìm được phương trình điểm điểm. Ở đây lưu ý thông thường cái phương trình f x không bằng k này thì chỗ f x không này thông thường là một cái phương trình bậc hai và như vậy chúng ta có thể sẽ tìm ra được nhiều giá trị lớn hơn không, có thể đây là một cái khác thì chúng ta cũng làm tương tự để ra được phương trình điểm điểm số số hai. Bây giờ đây là bài toán mà người ta cho hệ số góc một cách trực tiếp. Vậy những cái bài toán mà cho hệ số góc một cách gián tiếp thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta qua nhà số 1. Việc phương trình điểm tuyến của đồ thị biết điểm tuyến. Lưu ý là song song trường thẳng y bằng ax cộng b. Thì ở đây chúng ta nhớ rồi, trường thẳng này có dạng y bằng ax cộng b. Vậy thì khi gặp những cái trường hợp là trường thẳng cho ở dạng ax cộng b y cộng c bằng không thì các bạn trước hết phải chuyển nó về cái dạng phương trình y bằng x cộng b lại.
bây giờ ở đây chúng ta lưu ý chúng ta vẫn gói vào đầu tiền điểm. Là cái xong đi xong và đến cái phương trình tiền điểm vào nhà đi không. Như vậy ở đây chúng ta chưa có cái gì về fx không, x không cũng đi không, cho nên chưa thể biến được phương trình tiền điểm delta này. Do đó thực tế chúng ta cần lưu ý cái điều kiện là song song với đường thẳng đi bằng a cộng b. Khi một đường thẳng song song với một đường thẳng thì hệ số góc của đường thẳng này sẽ bằng hệ số góc của đường thẳng kia. Do đó ở đây tôi có hệ số góc trực tuyến đó là f(x) cộng nó sẽ bằng hệ số góc của đường thẳng này tức là bằng a. Thì từ đây ta sẽ giải phương trình này và sẽ tìm được các cái nghiệm x cộng, và qua những cái nghiệm x cộng này thì các bạn thay vào tham số y và m fx để tìm được y cộng. Từ đây chúng ta có x cộng, có y cộng và có f(x) cộng thì các bạn sẽ biết được phương trình được biết chúng ta theo cái dạng đã cho sẵn như sau. Tiếp tục chúng ta sẽ qua dạng số 5. Phương trình tiếp tuyến này nó vuông góc với đường thẳng y bằng ax cộng b. Thì bây giờ thầy lại nhắc lại, nếu như để cho y bằng ax cộng b thì ta để như vậy chúng ta làm. Còn nếu là do dạng ax cộng b cộng c mà không thì nhất quyết các em phải chuyển về dạng y bằng ax cộng b trước rồi mới làm bài toán này. Ở đây chúng ta lưu ý là nó vuông góc với đường thẳng. Thì như vậy nếu như một đường thẳng vuông góc của một đường thẳng thì hệ số góc tức của hai hệ số góc của hai đường thẳng nhân với nhau thì sẽ bằng trừ 1. Do đó đây, công việc đầu tiên chúng ta vẫn là gọi x cộng y cộng là toàn bộ đường biểu. Nên phương trình tiếp tuyến vào nhà đi không. Ở đây lưu ý về số góc tiền tuyến hệ số góc tiền tuyến là f(x) không. Thì trong cái trường hợp này nó vuông góc với đường thẳng ax cộng b nên hệ số góc này nhân với a sẽ bằng trừ 1. Do đó thông thường người ta lại suy ra f(x) không nên bằng trừ 1 trên a, và các bạn sẽ giải phương trình này, giải phương trình đó để mà suy ra được x không. Và với những cái x không tìm được chúng ta lại tiếp tục thay vào tham số f(x) thì sẽ tìm ra được x không. Chúng ta có f(x) không, có f(x) không và có y không thì đương nhiên sẽ suy được phương trình tiền tuyến delta cần tìm. Thì trong tất cả những bài toán này chúng ta lưu ý hai nhận cơ bản. Thứ nhất là việc phương trình tiền tuyến của đồ thị C tại một điểm bất kỳ hoặc là tại điểm có hoàn độ hoặc tung độ. Và thứ hai đó là việc phương trình tiền tuyến khi biệt hệ số góc một cách trực tiếp là k hoặc là giả thiết thông qua sự song song với đường thẳng khác hoặc là vuông góc của một đường thẳng khác. Bây giờ chúng ta qua dạng thứ 6, đây là dạng cuối cùng. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị tham số
biết tiếp biết đi qua điểm có tọa độ đó là SA và IA. Thì bây giờ chúng ta lưu ý này, cái điểm tích IA này có thể là một điểm nằm trên đô thị hoặc có thể là điểm nằm ngoài đô thị. Như vậy khi nào ta thấy ra từ đi qua ta phải làm theo dạng số 6 này. Lúc đầu tiên chúng ta nói x0 y0 là tọa độ tiếp điểm. Bây giờ chúng ta có phương trình tiếp tuyến delta này á, vào dạng đó là y bằng f x không nhân x trừ x không cộng y không. Các bạn lưu ý là f x không này chúng ta sẽ phải tính trước khi làm bài. Như vậy ở đây chúng ta có điều kiện thứ nhất đó là phương trình tiếp tuyến này đi qua nên ta có phương trình đó là gì, chúng ta thay vào đây IA thì bằng f x0 nhân với x a trừ x0 cộng với y0. Ở đây các bạn lưu ý rằng chỗ này tương đương với IA bằng f x0 nhân x a trừ x0 cộng y0, này tôi sẽ thay bằng không. Ở đây chúng ta thay cái đạo hàm mà được đầu tiên ta tính được ra khỏi đây. Và như vậy các bạn sẽ phải giải phương trình này và sẽ tìm ra giải phương trình và tìm ra được x0. Có x0 chúng ta thay vào fx để tìm được tí y0 và thay vào fx để tìm được fx0. Và với mỗi cái cặp như thế này x0, y0, f0 này chúng ta sẽ có được một phương trình tiếp tuyến chúng ta. Như vậy là về bài toán phương trình tiếp tuyến chúng ta có tất cả 6 dạng và chia thành 3 nhóm chính. Thứ nhất đó là phương trình tiếp tuyến đi qua một điểm A như thế này là 6. Thứ hai là phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc các trực tiếp hoặc gián tiếp. Thứ ba nữa là phương trình tiếp tuyến tại một điểm cho trước hoặc là tại điểm miễn phần đồ hoặc cung đồ cho trước. Và như vậy là thầy đã trình bày xong về phần phương trình tuyến của toàn lớp P1 cũng như lớp P2. Chúc các bạn học tập tốt.